着内心的期许，看着它静静的发生，等待的都会来临。Bộ phim Tạm biệt Bắc Kinh Tập 8. Ăn no uống đã, sảng khoái quá. Anh sung sướng quá ha. Vậy em có thích sung sướng không? Thích chứ. Nè, hai người như vậy mà coi được hả? Tôi giận mới nha. Không được không được, đừng giận. May là còn có hai người. Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay sắp bừng lên. Đúng vậy. Nhưng mà Quang Vĩnh, tôi và Hứa Khả còn có bộ phim cần phải được. Vĩnh, có uống đi chung với tụi mình không? Không đâu. Mình từ đây đi dạo một chút rồi về cho quay khỏa. Mình thấy hơi lo lắng khi cậu đi một mình. Không sao, chỉ quẹo là tới nhà. Mình sẽ đi tắm và ngủ một giấc. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Vĩnh nè, nếu cậu có chuyện gì thì đừng cố gượng, gọi điện cho mình. Ừ, không sao. Được rồi, các bạn đi vui vẻ. Được, chúng ta gặp lại sau. Tạm biệt. Sẽ ổn thôi. Theo anh, việc Quang Vĩnh giả bộ mạnh mẽ, cô ấy sẽ gượng được bao lâu? Em không hiểu cô ấy đâu. Cô gái miền Bắc này khác với con gái miền Nam. Ngay cả khi cô ấy đuổi theo tên khốn đó, dám làm, dám chịu, bây giờ suy sụp cũng dám thừa nhận. Về nhà ngủ một giấc, chuyện này coi như qua. Vậy là anh cũng hiểu phụ nữ rồi. Em mới đúng là không hiểu Quang Vĩnh. Chuyện của Quang Vĩnh em yên tâm. Anh nghĩ chúng ta nên bắt tay vào việc chính thôi. Anh đang nghĩ gì giữa ban ngày vậy? Kỳ quá. Anh làm gì vậy? Đồng chí Hứa Khả, đây là nhà tôi. Tôi nghĩ đã tới lúc cô trở thành người Bắc Kinh rồi. Anh điên rồi sao? Qua đây. Em chưa sẵn sàng, cũng chưa chuẩn bị gì. Không sao. Mẹ ơi, con về rồi, mở cửa đi. Em chưa mua gì. Không sao. Con trai cưng của mẹ, sao con lại về nhà sớm vậy? Mẹ. Mẹ, con giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con, Hứa Khả. Con chào bác. Mời vào, mời vào. Con trai, mẹ, qua đây, con ngồi chơi với bạn đi. Mẹ đi pha trà cho hai đứa. Dạ, cảm ơn bác. Mẹ cứ từ từ thôi. Không sao, mẹ anh rất tốt. Đi tham quan một chút đi. Nơi này là toàn bộ quỹ đạo của cuộc đời anh. Tại đây, em có được thấy một khoan giả rất rõ ràng và đầy đủ. Đồng hồ cam, phim Giác Ngộ của anh. Người biện hộ đã truyền cảm hứng cho anh trở thành đạo diễn trẻ để triển vọng. Tiếp theo, em nhìn đi. Nhìn khuôn mặt anh, nhìn người nhỏ. Hoặc nhìn có vẻ như anh không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bé đó là ai? Quang Vĩnh. Hồi nhỏ nhìn quán như con trai vậy. Hồi nhỏ quán vậy sao? Em xem cái này đi. Bằng danh dự Liên hoan phim thanh niên sinh viên Đại học Bắc Kinh giải nhất. Không phải giả đúng không? Những bức ảnh lần trước đều là giả, nhưng cái này là thật. Anh bảo đảm, nghệ thuật không thể làm giả được. Em nhìn cái này đi. Ai cũng nói anh hơi giống Lương Triều Vĩ. Em có nghĩ vậy không? Giống bé khờ ở làng em. Bé khờ gì chứ? Đây là nơi anh sống từ nhỏ tới lớn. Đúng. Con hẻm này từ ông nội của ông nội anh đã ở đây rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai phòng lớn. Anh nói em nghe, trường tiểu học của anh ở ngay đầu hẻm. Từ đi học tới đi làm, anh chưa bao giờ rời đi.
Có bao giờ anh từng nghĩ sẽ rời khỏi nhà này không? Anh nói em nghe, con hẻm nhà anh sẽ không bị phá bỏ. Các ghế nhà của Quang Dĩnh khi dỡ bỏ sẽ chia ra rất nhiều phòng. Sau đó, ba mẹ anh ra ngoài tìm hiểu, cái giá nhà cũng tương tự như bên ngoài, nên gia đình anh cũng không bận tâm tới nó. Còn em thì khác với anh. Trước đây, vì em muốn học trung học, gia đình em chuyển từ quận huyện lên thành phố. Sau đó, để vào được trường trung học có tiếng, lại chuyển nhà lần nữa. Sau này em rời trường đại học thì tới Bắc Kinh. Em cứ giật giờ như vậy, di chuyển như vậy. Tội nghiệp quá. Ở nhà nghiêm túc hơn đi. Được, nghiêm túc đây. Hứa Khả, anh không muốn em giật giờ nữa. Anh muốn em ổn định cuộc sống, thật sự hòa nhập vào gia đình lớn của anh. Phan Giả, hãy nhớ những gì anh nói hôm nay. Anh muốn em có mối quan hệ tốt với mẹ chồng không? Phải phải, đi, đưa em tới gặp ba mẹ anh. Đi. Chào hỏi rồi phải không? Đáp về rồi hả? Ba, mẹ, cậu, mợ đều tới sao? Phải, mọi người nghe nói cậu có bạn gái mới nên họ tới để thêm náo nhiệt. Mẹ, qua đây đi. Con đừng đứng ngay người làm gì, qua đây ngồi đi. Đừng khách sáo, ngồi đi. Con bé dễ thương quá, ngồi đi. Con chào bà, con chào bác, con chào cậu, con chào mợ. Chào cô. Cô bé, con tên gì vậy? Thưa bà, con tên Hứa Khả. Nghe giọng cô, sao không giống người Bắc Kinh vậy? Con là người Hà Bắc. Hà Bắc mà ở đâu? Thạch Gia Trang. Thạch Gia Trang rất gần với Bắc Kinh, qua cao tốc là tới. Phải, đi một chút là tới. Hứa Khả, tôi nghe nói gia đình ở đó khi cưới xin phải có sính lễ. Hơn nữa, còn yêu cầu rất nhiều. Mợ à, chỗ tụi con hình như không có phong tục này. Không có phong tục này. Bà xã, em không biết đâu. Họ không chỉ đòi sính lễ, mà đàn ông còn phải mua nhà. Giống như bán con gái vậy. Vậy sao? Giống bán con gái sao? Chứ em tưởng sao? Không thấy nóng hả? Nói gì mà không uống nước. Cũng thấy hơi khác. Nước, con uống đi. Cảm ơn bác. Giả của con đây. Khả nè, mợ gọi con như vậy nha. Dạ, con làm ở đâu? Làm doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân? Cô ấy làm truyền thông, cùng nửa ngành nghề với con. Vậy là lương cao lắm phải không? Mợ nghĩ làm cho doanh nghiệp nhà nước ổn định hơn. Mợ nói con nghe, em trai của thằng Giả làm cho doanh nghiệp nhà nước 6.000 tệ một tháng, lại còn rất ổn định. Một công việc vô cùng ổn định. Sau này có cơ hội nên làm cho doanh nghiệp nhà nước ha. Công việc hiện tại của con khá ổn định. Doanh nghiệp nhà nước con không có dự định vào lúc này. Doanh nghiệp nhà nước bây giờ cũng không dễ vào được đâu. Con nói mợ nghe, sau này con cũng không có dự định này. Cô ấy là người nổi tiếng, 50.000 tệ một tháng. Mợ nên lo cho em trai con đi. Tụi con không cần mợ lo đâu. Đừng nói lung tung. Đó là trước đây. Khả nè, uống nước đi. Dù gì Văn Giả của chúng ta cũng có hai phòng, nên không cần phải sợ. Mẹ nói vậy con không thích nghe đâu. Đúng vậy, sức mẹ chúng ta cũng cho đâu ít. Nhà chúng ta do tổ tiên để lại, đâu có phải cướp về là sẽ được chia phòng. Phải đó, đâu có dễ như vậy. Sao cứ phải sao đâu phòng ở vậy? Không uống nữa, cậu cứ uống đi. Cái thằng này sao nó nói đi là đi vậy? Mẹ nhìn đi, đây là cháu dâu mẹ đang tìm sao? Không biết phép tắc gì hết. Chuyện này chấp nhận được sao? Chấp nhận được sao? Loại người gì vậy chứ? Mẹ xem, cô gái này thật là... Phan Giả, lần sau về gặp ba mẹ anh có thể cho em biết trước không? Sao có thể vội vàng như vậy? Anh thật sự xin lỗi. Đúng là anh có hơi đột ngột. Anh nghĩ chọn ngày không bằng tới bất ngờ. Dù sao cũng phải gặp ba mẹ chồng mà. Nhưng mà quá vội vàng, tới hai tay không, lại còn đi dép, dép mang trong nhà. Nhìn cũng đẹp mà, đúng không? Đồng chí Hứa Khả, em là người đã từng trải qua lửa đạn, thử thách lâu dài, một chiến sĩ thâm niên.
Anh dẻo miệng quá. Thôi được. Nè, ôm một cái. Đừng giận nữa ha. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đi thôi, anh đưa em về. Con đưa Hứa Khả về rồi. Cháu yêu, qua đây, qua ngồi kế bà. Mau ngồi đi. Con trai, sao con lại quen một người ở nơi khác? Mấy bạn học của con không tốt sao? Đúng vậy. Hay để mở tìm giúp cho con. Mà quen rất nhiều cô gái địa phương. Những người con quen bổ ích sao? Còn chỉ thích cô ấy. Nếu con yêu, cả nhà sẽ không can thiệp. Nhưng khi con đưa về nhà, rõ ràng hai đứa có ý định kết hôn. Mẹ, con cũng đang có ý định kết hôn, con muốn cưới cô ấy. Ngoan đi, đừng gây rối nữa. Nhà của tổ tiên để lại, không thể để người ngoài lấy đi được. Bà ơi, phải đó. Con nhìn chú Trương kế bên nhà mình đi. Cưới một cô gái Bắc Kinh thật tuyệt vời. Vợ chồng họ đứng tên 4 căn nhà. Lớp trẻ các con sống theo cách này, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Hai đứa đừng nôn nóng, đừng gấp gáp. Cũng vì muốn tốt cho con. Hứa Khả đúng không? Lương cao lắm đúng không? Con phải mấy thời gian sao? Bản thân cô ấy đã có cuộc sống tốt rồi. Đừng nhắm cho căn nhà là được. Nhà của chúng ta thuộc tài sản trước hôn nhân. Quay cũng không mang gì được. Không gạt hộ khẩu là được. Ok, đủ rồi chứ. Mọi người nói rồi, giờ tới con nói. Cậu gạt hộ khẩu cũng không gạt được cậu. Mà nhà con bây giờ sẽ 10 triệu 10 tỷ. Con cũng không xin cậu mở bỏ ra một xu cho con. Bà mẹ, trước đây bà mẹ kết hôn là vì căn nhà hay hộ khẩu? Bà, không phải ba luôn nói với con nên tìm một cô gái con yêu và yêu con sao? Bây giờ con cho cả nhà biết là con đã tìm được. Bà, con biết cả nhà thương con, con biết cả nhà đều yêu quý con. Nhưng đây là yêu sao? Đây là một sự ích uổng. Con đã chọn Hứa Khả là con và căn nhà. Mọi người chọn đi. Con vẫn còn trẻ, con muốn tập chết sao? Kết hôn và chọn mặt đời là hai chuyện khác nhau. Cậu tới sớm như vậy không phải xin lỗi đó chứ. Mình đã nghe về việc làm rực rỡ của cậu đêm qua rồi. Khá lắm. Tin tức lan truyền nhanh thật. Cô ấy sao rồi? Ai mà biết. Gia đình lớn của cậu ai cũng có. Hồi nhỏ mình cũng rất sợ tiếng nhà cậu. Được được được, cậu đừng căng nhằn mình nữa. Cô ấy trong phòng hả? Mau đi đi. Bà xã. Bà xã. Vẫn còn giận hả? Mẹ anh đặc biệt kêu anh tới tìm em. Tiện thể mời em về nhà ăn tối. Không chê em là người nơi khác nữa sao? Không sợ người nhà em ở nơi khác sao? Điều này hoàn toàn sai. Đều là lỗi của anh. Họ chỉ phản ứng hơi gay gắt trước đòn tấn công bất ngờ của anh thôi. Anh nói thật với em, gia đình anh, từ đời của ông nội, của ông nội, của ông nội anh, tới đời của ba mẹ anh, chưa bao giờ kết hôn với người nơi khác. Em là người nơi khác. Lỡ sau này có vấn đề gì đó với huyết thống không thuận chủng thì đừng đổ tội lên đầu em. Không đâu không đâu, điều kiện y tế ở Bắc Kinh rất tốt. Hơn nữa em cũng đã nói xấu người Bắc Kinh tụi anh mà. Chứ gì nữa, cậu xem bây giờ có bao nhiêu bài viết trên mạng đều có hiểu lầm lớn về người Bắc Kinh. Cũng như tất cả chúng ta đều là những người trẻ đeo kính màu. Đúng vậy. Hai cậu là người Bắc Kinh, không phải Bắc Phiêu. Có đôi khi những cảm nhận của mình hai cậu không thể nào hiểu được đâu. Phải. Nhưng em xem, đó đều là ấn tượng khuôn mẫu. Đồng chí Hứa Khả, về điểm này tôi phải phê bình cô.
không phải vì cô xinh đẹp hay quyến rũ. Cô phải thay đổi điều này vì tôi. Nhưng có ngắm em cả đời, anh cũng thấy không đủ. Ôi trời ơi, miệng của cậu được bôi mật ong sao? Được rồi, mình đi đây, không nghe nổi nữa. Nhưng em muốn nói trước cho rõ, không phải em thích anh vì có hộ khẩu ở Bắc Kinh hay vì căn nhà của anh. Dĩ nhiên, điều này anh biết. Thật ra là em mê vẻ đẹp của anh. Anh muốn dựa vào ngực em đúng không? Ở đâu cũng vậy, dựa vào em là anh thấy thoải mái. Được, vậy em đi thay quần áo, anh ra ngoài chờ em. Chuyện này anh có thể giúp em, thật đó. Không cần, thật mà, thay quần áo vất vả lắm. Em tự thay được, anh ra ngoài chờ em. Được được, anh có thể giúp em thật mà. Anh ra đi. Được được được, ra ngoài đi. Anh nói thật với em, mẹ anh thật sự muốn gặp em bây giờ. Phan Giả, em mặc như vậy gặp ba mẹ anh có ổn không? Ổn, nhìn rất hiền thục. Quay một vòng cho anh xem. Tất cả ngôn từ trên thế giới này đều không diễn tả được vẻ đẹp của em. Anh dẻo miệng quá. Rốt cuộc anh làm sao lo được phía ba mẹ anh vậy? Đó là kiên trì với ba mẹ tới cùng. Đúng với câu con cưng của ba mẹ thì muốn gì cũng được. Chắc cậu ấy lại hù bỏ nhà đi. Đúng vậy. Anh đã nói rõ với mẹ anh, anh phải lấy bằng được Hứa Khả. Nếu họ không đồng ý, anh sẽ chuyển tới đây để sống với em. Khi nào họ đồng ý, chúng ta sẽ quay về. Phan Giả, sao anh có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy? Em thấy không thoải mái khi nghe điều này. Không sao. Được rồi, được rồi. Hai người mau đi đi, đừng tới trễ. Trên đường đi nói tiếp. Đúng vậy, em tin anh đi. Anh có thể xử lý được. Vậy thì lần này em không thể đi bằng tay không? Được, nghe theo em hết. Em nói mua cái gì, chúng ta mua cái đó, ha. Đi từ xa tới đây, tới chơi được rồi, đâu cần phải mang theo quà tặng. Dạ bác, lần trước con tới vội quá, lần này con mang theo ít quà. Mau vào nhà đi, con khách sáo quá. Vào đây, Hứa Khả đặc biệt mua những thứ này cho mẹ. Cảm ơn con, Hứa Khả tới rồi. Con chào bác, mau qua ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Mẹ, sao mẹ mua tới hai con vịt quê vậy? Lãng phí quá. Hứa Khả không phải người Bắc Kinh. Mẹ mua vịt quay ở Toàn Tử Đức và Tiện Nghi Phường về để cô ấy ăn thử. Cô bé, con mau ăn thử đi, rồi cho bác biết loại nào ngon nhất. Như vậy lần sau chúng ta chỉ ăn nó. Cảm ơn bác. Ăn đi. Để anh cuốn cho em. Đây là vịt quay lu chín tông nhất. Em tự cuốn được rồi. Không sao, ăn mỡ không? Không ăn. Thử món này trước đi. Dạ. Từ giờ bắt giao Tiểu Giả lại cho con. Nếu nó có gì không hiểu chuyện, con hãy kiên nhẫn với nó. Mẹ, món này được nêm đường rất chuẩn. Thích ăn là được. Bác ơi, món này ngon quá. Ăn nhiều vào. Dạ. Trước đây gia đình bác có hơi không phải. Bác và bác trai lúc trước chưa hiểu rõ về con. Sau này con tới chơi thường để chúng ta quen nhau hơn. Tiểu Giả của hai bác chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào. Phải. Bây giờ hai bác đều ủng hộ nó. Đúng vậy. Anh thật sự chưa từng nghiêm túc với ai như vậy. Hứa Khả, các nhà chúng ta cùng ly đi. Dạ, con mời ba cùng uống. Vui quá đi. Nè, ăn đi, đừng có khách sáo. Dạ. Ba, con thấy bầu không khí đang rất tốt. Chúng ta chụp ảnh gia đình đi. Tốt quá. Được chứ. Một, hai, ba. Cười lên. Mẹ, dạo này sức khỏe mẹ sao rồi? Không sao, còn rất ổn. Con muốn nói với mẹ một chuyện. Con có bạn trai rồi.
Dạ. Người Bắc Kinh. Con còn tới nhà họ ăn tối. Anh ấy là một đạo diễn, một người rất tốt, cũng rất tốt với con. Mẹ hỏi chuyện đó để làm gì? Nhà anh ấy có bao nhiêu phòng liên quan gì tới con? Vẫn chưa nhắc tới. Mẹ, Hiểu Binh cũng rất tốt. Con và anh ấy cũng đâu phải vì những chuyện đó. Không nói với mẹ nữa. Mẹ chăm sóc tốt cho mình nha. Con cúp máy đây. Bộ phim Tạm biệt Bắc Kinh, đạo diễn Tái Lãnh Ti, biên kịch Từ Duyên Duyên, Trương Yến Bội, Tái Lãnh Ti, với các diễn viên Đường Hân trong vai Hứa Khả, Hà Chu Vĩ trong vai Hiểu Binh, Triệu Nhất Phạm trong vai Phan Giả, Loan Kim trong vai Quang Dĩnh, Tiêu Ân trong vai Đại Tây, Ninh Hạo Nhiên trong vai Lão Mạnh, diễn viên phụ Bành Lữ trong vai Lý Tùng Lâm, Khâu Lộ Tình trong vai Lộ Lộ, Doãn Như Ý trong vai Trương Hưng Hân, Trân Dương trong vai Kimi. Tập 1. Tập 1.